Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Ba, 21 tháng 8, 2018. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Headline News, tóm tắt chi tiết của những bản tin mới và quan trọng nhất sáng ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ. Tổng thống Trump trả lời hãng Reuters về vấn đề từ Iran đến ngân hàng dự trữ trung ương. Thưa quý vị, bản tin mới nhất cho biết Tổng thống Trump không đặt nhiều tin tưởng trong các cuộc thương thuyết hiện nay với lại Trung Cộng về chiến tranh mậu dịch. Và ông cũng không đặt nặng vấn đề Iran có muốn nói chuyện hay là không. Thêm vào đó thì ông sẵn sàng cắt bỏ lệnh cấm vận đối với lại Nga nếu Nga chịu chấp nhận ý kiến của Tây Phương về vấn đề Syria và Ukraine. Vẫn tin về Tổng thống Trump. Ông cho rằng ông không ngại trả lời ông Mueller, nhưng ông không muốn như vậy. Ông lập lại ý kiến của ông Giuliani về một cái bẫy bội thề nếu phải trả lời của một cuộc thẩm vấn trực tiếp. Ông cho rằng ông Mueller có thể tin lời của những người khác như là ông Comey chẳng hạn, mà cho là ông đã bội thề và khai gian. Hai ngày trước, phía ông Mueller đã tiết lộ tin họ có lời khai của luật sư Bạch Cung trong tay. Tổng thống Trump hiện đang bị công tố viên Mueller điều tra về tội tư thông với người Nga và cản trở công lý. Trong khi đó, thì Microsoft tiết lộ người Nga lại cố tình xâm nhập máy điện toán của Thượng viện và các tổ chức có khuynh hướng bảo thủ. Một tổ chức xuất xứ từ Nga có tên là Fancy Bear đã từng xâm nhập máy điện toán của đảng Dân Chủ trong năm 2016, thì nay lại đang toan tính xâm nhập vào các máy chủ của Thượng viện Hoa Kỳ. Đó là Hudson Institute và International Republican Institute. Tổng thống Trump sẽ loan báo ngưng việc hạn chế các nhà máy phát điện chạy than vào ngày hôm nay. Trước đây, chính phủ của Donald Trump cũng đã dời thời hạn bắt buộc các xe phải làm tốt hơn trong việc tiêu thụ xăng để bảo vệ môi trường. Và nay, thì chính phủ cũng bãi bỏ các hạn chế về việc sử dụng thêm các nhà máy điện hiện đang sử dụng than. Hai chính sách này đều được ban hành dưới thời Tổng thống Obama nhằm vào việc bảo vệ môi trường. Giám đốc của Sở Y tế Michigan bị ra tòa về vụ nước uống ở tại thành phố Flint bị nhiễm độc. Tại Gannett County vào giữa các năm 2014-2015, hơn 10 người đã bị chết vì bệnh Legionnaires, trong số hơn 20 người bị mắc bệnh. Bệnh này đã bùng phát vì tình trạng nước uống bị nhiễm độc sau khi chính quyền thay đổi nguồn nước cung cấp. Chính quyền của địa phương đã cảnh báo tin này cho bác sĩ và các giới chức y tế có liên quan trong năm 2015. Tuy nhiên, dân chúng chỉ được biết trong năm 2016, vì vậy giám đốc Sở Y tế phải ra tòa về tội nói trên. Tin La Mã, Đức Giáo Hoàng gửi thư cho giáo nhân về vụ tu sĩ xâm nhập tình dục trẻ em ở tại Pennsylvania. Trong bức thư này cho biết là các nhà thờ đã thiếu sót trong việc chăm sóc và đã bỏ quên trẻ em. Ngài cũng yêu cầu các nạn nhân tha thứ cho lỗi lầm đã xảy ra và thúc đẩy các nhà thờ phải trục xuất ngay những kẻ tội phạm. Tuy vậy, báo chí đều cho rằng Ngài đã không thúc đẩy các biện pháp cần thiết để trừng phạt những người gây tội và các kẻ đã che giấu tội ác. Tin Mã Lai, tân chính phủ Mã Lai hủy bỏ hai công trình trị giá 20 tỷ Mỹ Kim do Trung Cộng bỏ vốn xây dựng. Thủ tướng của Malaysia, Mathia, đã loan báo tin trên trong một cuộc họp báo ở tại Trung Cộng khi mà ông viếng thăm nơi đây trong 5 ngày. Ông cho rằng Mã Lai hiện chưa đủ điều kiện kinh tế để chấp nhận việc chi tiêu nói trên. Theo chương trình đó là dự án xây dựng một đường xe lửa dọc theo bờ biển phía đông và một dự án khác về một hệ thống đường ống dẫn khí đốt. Trở lại tin liên quan đến Hoa Kỳ, Tổng thống Trump bày tỏ ý định muốn có thêm hội đàm lần nữa với Kim Jong-un. Trong một cuộc gặp gỡ đầu tiên hồi tháng 6 vừa qua, thì ông Kim đã bày tỏ ý định sẽ không nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng ông không đơn phương hủy bỏ các vũ khí nguyên tử của mình như lời đòi hỏi của Tổng thống Trump. Nam và Bắc Hàn đang dự định công bố lệnh chính thức hủy bỏ cuộc chiến tranh Nam Bắc 1950-1953 và phiên họp Hội đồng Liên Hợp Quốc sắp tới. Tin Trung Cộng, Trung Cộng loan báo mua dầu thô của Iran thay vì của Hoa Kỳ. Sau khi hãng Total của Pháp loan báo sẽ ngưng mua dầu thô của Iran vì tuân hành lệnh cấm vận của Hoa Kỳ, hôm qua, Trung Cộng loan báo là họ sẽ mua dầu thô của Iran. Hoa Kỳ ra lệnh cấm mua dầu thô của Iran kể từ tháng 11 của năm nay và Nhật, Nam Hàn, Ấn Độ và phần lớn châu Âu đều đã tuân hành. Tin Hoa Kỳ, trong vụ thảm sát tại Colorado, người chồng đổ lỗi cho người vợ đã giết con trước. Người đàn ông có tên là Christopher Lee Watts, 33 tuổi, đã buộc tội vợ của mình giết hai con trước sau khi anh ta bày tỏ ý muốn chia tay.
Vì vậy anh đã tức giận giết vợ và đâm xác của cả ba người đi chôn giấu. Vợ của anh lúc đó đang mang thai. Cảnh sát đã buộc tội anh ta về tội giết vợ và hai con và về tội thủ tiêu tàng chứng. Tin liên quan đến Việt Nam, mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc bị sạt lở đất làm 13 người chết. Tính đến ngày 20 tháng 8, mưa lũ sạt lở đất đai ở tại vùng Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đã làm 10 người chết, 3 người bị mất tích, 38 ngôi nhà bị sập đổ, nhiều gia súc đã bị cuốn trôi. Vận tin Việt Nam, xa lộ mới tại Quảng Ninh trị giá 13.000 tỷ đồng bị mất cắp cả trăm nắp cống trước ngày khánh thành. Thưa quý vị, đường xa lộ Hạ Long, Hải Phòng bị mất cắp 117 tấm nắp cống bằng gang ở các cống thoát nước. Việc này gây ảnh hưởng tới chất lượng của công trình, khiến rác bị tồn đọng tại đây dẫn đến ngập úng mặt đường mỗi khi có mưa, mà còn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Xa lộ này rút ngắn quãng đường và thời gian di chuyển của Hạ Long, Hải Phòng, Hà Nội, góp phần thực hiện các mục tiêu chiến lược về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế của Quảng Ninh trong tương lai. Và thưa quý vị, sau đây chúng tôi sẽ được điểm qua hình ảnh của một số trận đấu thể thao trong 24 giờ qua do CNN thực hiện. Tomorrow's game, AJ Hinch originally had George Springer pencil in as his leadoff hitter. And this is absolutely cranked out to right field, and Marwin Gonzalez off the facade continues to torture the Mariners. He has given the first pitch to Correa, back it up. Haniger scores and safe to first base. Segura wakes that up away. Gamble on the hunt, chasing after, can't get there. Haniger having to play it off the wall. Kemp can fly, he's coming home. Bregman is right on his heels. Throw home, no tag, two across. High shot, left center. Kemp to the track, to the wall. Gone, three-run home run. Robin Centeno. Mariners have the lead in the eighth. Pitch is bounced in the hole. Simeon's got it, throws on the run, and Olsen digs it out again. How many times have I said that this year? Quite a few. Cano to follow. Driven to left. That is going to shoot right over Gallo's head, and it's going to knock in a run, and it's going to be. That one's hit well to right field. Mazzara going back, turning around, and that baby is gone. Grounded. Quick throw. That's the ball game. So Sean Kelly, a nice quiet top of the ninth inning. And the A's get the shutout in game one of the series over the Texas Rangers. And that's the hero tonight, Ramon Laureano. A pair of home runs, five RBIs. He helped. Hey, has begun here in downtown Minneapolis. Who will stop the rain? Ground ball past Adrianza into right field. Popped up. Maurer chasing it. Adrianza after it. That ball lands. Lace down the line past Sano. Sanchez will score. Smith coming in. Rosario firing towards third base, and he'll hold. A blast to center. Angle going back. He won't get there. It's gone. Cave clicks his sixth. Bouncer right to the second baseman, Sanchez. And the White Sox come to Minnesota and win the game that was snowed out in April. Well, Steven, Segalvis just didn't pitch very well. So, again, starting pitching. Also, since Mike Schilt's taken over and since they hired two new hitting coaches as well, been getting on base at a much higher clip. Back to the home run conversation, though. Halfway up the pavilion, Jose Martinez with his 15th shot to right, base hit. Carpenter headed for the plate. Martinez is driven in both. Kemp misplays it, and Martinez takes advantage. Hernandez, it's a fastball, ground ball, diving
will stop DeJong from his knees in time. Paul DeJong with a heck of a play to keep side a 3-2. Got him swinging, and the Cardinals take this opener 5-3. It was an outstanding pitch to end the game right where Yasmani likes it, but he beat him. And 8 in his starts, and he has just been phenomenal. A good long stretch of good starts for Chacin. Suarez sends one deep into left center. That is going to fly way out of here. Man, oh, man. Hey, Eugenio Suarez. Urban sends one to left field. That's way back there. Braun is at the wall, and this one is gone. Yelich into the opposite field. That's way back, and this one is gone. A 5-2 lead. Jeanette on the ground. Moustakas, he's got it. Throw to second out there. Throw to first, and it is in time. A double play to end the game. One heck of a turn by Hernan Perez. And had a long way to go. And Moustakas had to wait because it took a while for Perez to get to second base. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình Headline News, tóm lược chi tiết của những bản tin mới và quan trọng nhất sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị nhớ đón theo dõi phần tin chi tiết trong chương trình Top News. Xin cảm ơn quý vị.